Đây đoạn đường đi xuống từ chùa Bạch Phu khá dốc khúc kiểu, chứng tỏ rằng để lên tới thần linh là rất khó khăn. Đây là gốc cây hoa sứ hoa đại Champa khổng lồ. Đây, hai cô thiếu nữ Lào đi đền Bạch Phu trở ra. Đây tôi đã tìm thấy được hoa Champa biểu tượng cả nước Lào, Bạch Phu, rất tuyệt vời.